Xin chào anh em, đây là video để test combo Amply Pioneer NLS90 khủng long và một cái cặp loa Bot Audio nha. Rồi, đây là chiếc Amply khủng long Pioneer NLS90. Chỉnh bát chép ha, những cái menu chữ X nè, rồi di chuyển xuống menu memory số 1 nha, và chỉnh bát chép nè, cộng trừ bát nè, rồi di chuyển xuống là cộng trừ chép nha. Dòng này thì nó có rất nhiều bộ nhớ nha, và ta sử dụng là cái bộ nhớ memory số 1. Rồi chơi hay và chơi bài đẹp nha.